Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chạm đích vinh quang của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sau chặng đua nhiều thử thách từ Huế về Đà Nẵng, ngày hôm nay các tay đua có một ngày nghỉ tự do tại thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp. Và trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý kể từ sau chặng đua đồng đội tính giờ tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cảm ơn Tô Đông Á đồng hành cùng chương trình. Và tiếp theo sẽ là 7 đội thi đấu ở đợt xuất phát thứ hai, với đội chạy đầu tiên là đội Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Tiếp theo sẽ là các đua của đội 620 Châu Thới Vĩnh Long. Ekip 620 Châu Thới Vĩnh Long đã xuất phát. Tiếp theo là ekip Dược Domesco Đồng Tháp. Như vậy là Đồng Tháp đã xuất phát. Đây là đội hình của quân khu 7 sẽ thi đấu chặng đồng đội tính giờ ngày hôm nay. Và đây là đội hình Le Fruit Đồng Nai. Đội duy nhất ngày hôm nay sẽ chỉ có 6 vận động viên khi xuất phát. Le Fruit Đồng Nai với Nguyễn Hoàng Sang, Nguyễn Hướng, Phan Công Hiếu, Đặng Thành Được, Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Anh Huy. Còn đây là đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang, đội đang sở hữu đương kim áo vàng cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau lượt xuất phát của Tập đoàn Lộc Trời An Giang sẽ là lượt xuất phát của đội đua cuối cùng. Đội đua đang dẫn đầu trên bảng tổng sắp đồng đội, đó chính là ekip Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Và các đua của đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama đã xuất phát. Còn đây là các đua của đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang. Chỉ còn lại 4 máy ở trong đội hình và họ đang đuổi kịp và vượt qua ekip Le Fruit Đồng Nai. Một chiến thuật rất rõ ràng đến từ ekip Tập đoàn Lộc Trời An Giang ngày hôm nay. Sau khi kết thúc 2 vòng đua, họ đã chấp nhận để 4 tay đua bung hết sức và rơi lại. Và bây giờ còn đúng 3 tay đua sẽ cùng nhau thi đấu ở vòng cuối cùng này. Còn với ekip Thành phố Hồ Chí Minh Vinama lúc này họ còn lại 4 máy kéo. Đây là cái đua của đội Thành phố Hồ Chí Minh New Group, bây giờ cũng chỉ còn lại 3 tay đua thôi. Nhưng chúng ta cũng hãy chú ý 3 tay đua của đội Thành phố Hồ Chí Minh New Group vào lúc này. Họ đang đẩy tốc độ lên trên 52 km/h với Igor Frolov đang có mặt ở trong top 3 tay đua này. Tập đoàn Lộc Trời An Giang xuất phát sau quân khu 7 đến 2 phút. Và họ về gần ngay sau quân khu 7, có nghĩa là cách biệt giữa hai đội này là lên tới gần 2 phút. Lúc này thì các đua của đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama đang kéo nhau về đích. Họ là đội về đích cuối cùng. Như vậy là cách biệt mà Tập đoàn Lộc Trời An Giang tạo ra với Vinama Thành phố Hồ Chí Minh ở chặng đua ngày hôm nay chỉ là 39 giây. Trong khi cách biệt giữa Peter Rikunov và Timofey Ivanov trước đó là 54 giây. Với kết quả này thì Timofey Ivanov vẫn sẽ bảo vệ được áo vàng sau chặng đua ngày hôm nay, nhưng khoảng cách giữa anh với Peter Rikunov đã thu hẹp đáng kể. Sau khi rút ngắn cách biệt với Ivanov Timofey còn 14 giây 80%, thì nhiệm vụ đánh chiếm áo vàng của Peter Rikunov từ Tập đoàn Lộc Trời An Giang có vẻ như là thuận lợi hơn khi anh sở hữu chân rút mạnh mẽ, thường xuyên có được những giây thưởng từ các sprint dọc đường và tại đích đến. Thế nhưng phải cần đến 4 chặng đua thì tập thể An Giang mới có thể cụ thể hóa mục tiêu của mình. Sáu giờ 55 phút, cờ Caro đã được phất lên để cho các vận động viên bước vào thi đấu chặng thứ 8 từ thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa về thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đường dài 152 km. Với cú nhấn bàn đạp này thì khả năng Luis Dedriac có thể hướng đến điểm thưởng dọc đường, nhưng mà ở phía sau thì áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc đã rượt theo và áo cao Nguyễn Tấn Hoài ngay lập tức cũng bám theo. Ở phía sau là Nguyễn Hoàng Sang. Tốc độ rất cao được tạo ra bởi Luis Dedriac. Anh vẫn đang đi với những cuồng chân mạnh mẽ, nhưng Nguyễn Trúc Sinh vẫn đang bám sát tay đua của Dược Domesco Đồng Tháp. Còn 300m nữa để các tay đua cạnh tranh điểm thưởng dọc đường đầu tiên. Luis Dedriac cùng với Nguyễn Trúc Sinh, cả hai tay đua này đều có khả năng để đi với tốc độ cao. Luis Dedriac đang quay lại để nhìn các tay đua phía sau. Còn bên này là màn tăng tốc tuyệt vời của tay đua Phạm Lê Xuân Lộc. Hãy cùng chờ xem đâu là những người sẽ có được cho mình những giây thưởng và điểm thưởng dọc đường đầu tiên. Đó là Luis Dedriac cùng với Phạm Lê Xuân Lộc đã là những người cán điểm thưởng dọc đường đầu tiên trong chặng đua ngày hôm nay. Đây là 500m để hướng đến điểm thưởng dọc đường thứ hai ở trong chặng đua ngày hôm nay. Lúc này thì Nguyễn Trúc Sinh đang là người đi đầu.
Lúc này thì tốc độ lớn đã được cả hai tay đua mở ra, 200m nữa để hướng đến điểm thưởng dọc đường thứ hai. Nguyễn Trúc Sinh đang là người vươn lên hơn một thân xe và Nguyễn Trúc Sinh có lẽ sẽ là tay đua cán điểm thưởng dọc đường này đầu tiên. Đúng là như vậy, Nguyễn Trúc Sinh đã là người có được điểm thưởng ở sprint thứ hai và Nguyễn Hoàng Sang về thứ hai có cho mình 3 điểm cho bảng xếp hạng áo xanh cùng với 2 giây thưởng. Peter Rikunov đang đu rất sát Martin Lass. Phía sau Rikunov đó là Nguyễn Văn Bình và Lê Nguyệt Minh và cả áo vàng Ivanov Timofey. Đến lượt các tay đua Đồng Tháp vươn lên là người dẫn đầu, nhưng phía bên kia thì Vĩnh Long một lần nữa lại mở nước lớn để kéo các tay đua chủ lực của mình. Peter Rikunov đang tìm kiếm một vị trí, anh đi sát với tay đua Martin Lass của 620 Châu Thế Vĩnh Long. Tông của dược Domesco Đồng Tháp chỉ còn mỗi Luis Desriac đưa cho Trần Tuấn Kiệt tràn lên phía trên thôi. Lúc này thì Trần Tuấn Kiệt đang là tay đua có được vị trí thuận lợi hơn, nhưng khoảng cách còn 1km nữa không phải là một đoạn rút phù hợp với hơi rút ngắn của Trần Tuấn Kiệt. Một tay đua của ekip 620 Châu Đế Vĩnh Long đã quyết định tấn công ngay phía trên tay đua của Louis Desuyak. Màn nước rút đã được tạo ra, Hoàng Văn Cường đang chen lên phía trên. Hoàng Văn Cường đang cố gắng tạo tốc độ cao hơn các tay đua của ekip Dudo Mexico Đồng Tháp. Ngay phía sau đó là tay đua màu trắng. Màn nước rút đã diễn ra, Peter Rikunov tấp ra hẳn bên phía bên hành lang cánh trái. Cùng chờ xem, Martin Lass đang cố gắng. Martin Lass là người đã về đến đầu tiên ở trong trận đua ngày hôm nay. Có thể thấy là Hoàng Văn Cường làm nhiệm vụ máy kéo để đưa Phạm Lê Xuân Lộc về cố gắng tranh chấp ở đoạn nước rút này, nhưng cú nhấn bàn đạp của Martin Lass là quá ấn tượng. Anh đã bỏ lại cả Peter Rikunov ở bên cánh trái, còn ở bên cánh phải là Nguyễn Văn Bình. Ở sau lưng Peter Rikunov là Lê Nguyệt Minh. Như vậy người về hạng 5 là Hoàng Văn Cường. Phạm Lê Xuân Lộc đã hết hơi từ sớm và cũng không có mặt trong 5 hạng đầu. Bây giờ thì đẳng cấp tung nước rút của bộ đôi ngoại binh của Vĩnh Long, đặc biệt là Martin Lass đã được thể hiện. Và đúng 7:01 thì đoàn đua đã chính thức xuất phát thi đấu chặng đua thứ 9. Đây là cuộc cạnh tranh của các tay đua giải thưởng dọc đường đầu tiên. Tay đua của Nhật Minh Bình Dương, Sapa Novi Cup đang rất nỗ lực. Một chiếc áo của Nhật Minh Bình Dương đã vượt qua mức sprint 1 này đầu tiên. Và có lẽ đó chính là Sapa Novi Cup. Còn 500m cuối cùng, 500m hướng tới sprint 2. Vẫn chưa có tay đua nào bắt kịp được với Hà Kiều Tấn Đại. Và như vậy là Hà Kiều Tấn Đại là người đã giành chiến thắng ở giải thưởng dọc đường thứ hai này. Còn đây là những hình ảnh cạnh tranh ở trên đỉnh đèo ngang của nhóm 1 này. Vẫn đang là một nhóm hơn 10 tay đua sẽ cạnh tranh song phẳng với nhau. Cuộc tung nước rút của các tay đua. Một tay đua quân của 7 đang ở phía trên. Võ Minh Gia Bảo đang nỗ lực ở phía trên. Những cuồng chân rất mạnh mẽ của tay đua thuộc ekip quân khu 7. Như vậy là Võ Minh Gia Bảo chính là người đã cán đỉnh đèo ngang đầu tiên. Tình thế này tông của 620 Châu Thế Vĩnh Long đã bị phá vỡ và bây giờ Roman Maikin đang dẫn cho Peter Rikunov. Ngay ở phía sau Rikunov là Martin Lass. Còn mấy trăm mét cuối cùng thôi và Martin Lass không có được sự hỗ trợ tốt nhất từ các đồng đội, anh đã phải đeo bám theo phía sau Peter Rikunov. Roman Maikin đã nhả ra và Peter Rikunov đang vượt lên. Bám sát phía sau là Martin Lass. Martin Lass đang cố gắng tăng tốc và dường như Martin Lass đang vượt qua cả Peter Rikunov rồi. Martin Lass! Cú đẩy xe của Martin Lass và chúng ta phải chờ đợi theo dõi xem có phải Martin Lass đã có được chiến thắng chặng thứ 3 cuộc đua này không không? Một tình huống có vẻ như là hết hơi của Martin Lass và như vậy là Peter Rikunov là người đã giành chiến thắng chặng. Có thể thấy là ở trong khoảng 5-10m cuối cùng thì Martin Lass đã hết hơi và anh đã không thể tiếp tục nhấn bàn đạp. Chiến thắng chặng thứ 5 ở cuộc đua năm nay dành cho Peter Rikunov. Và quan trọng hơn, đó là 10 giây thưởng dành cho người về đầu. 10 giây thưởng này sẽ giúp cho Peter Rikunov thu ngắn cách biệt với áo vàng Timofey Ivanov xuống chỉ còn 80% giây. Và lúc này thì trọng tài cũng đã phất cờ cho các vận động viên tranh tài chặng đua thứ 10 dài 162,5 km từ thành phố Đồng Hới Quảng Bình về Thừa Thiên Huế.
Nguyễn Khác đã tấn công thoát đi. Đó là màn đua tranh tốc độ khi có một tay đua của 620 Nông nghiệp Vĩnh Long tiếp tục những màn đạp thoát lên phía trên. Một tay đua của Belio Kenda Đồng Nai cũng tham gia tấn công. Đó là cuộc tấn công của ba tay đua, cùng chờ xem đâu sẽ là người giành chiến thắng ở điểm thử dọc đường đầu tiên này. Như vậy chiến thắng ở sprint đầu tiên đã dành cho các tay đua của quân đội. Và bây giờ thì Võ Thanh An đã bắt đầu nhấn bàn đạp tấn công. Những nguồn chân rất mạnh mẽ của Võ Thanh An, và lúc này anh đang tạo ra khoảng cách lớn đối với người đồng nghiệp trẻ của mình. Võ Thanh An vẫn đang duy trì một tốc độ cao. Có lẽ là chiến thắng sẽ gọi tên tay đua của đội 620 Châu Thế Vĩnh Long. Và đó là Võ Thanh An với điểm được dọc đường thứ hai ở trong trận đua ngày hôm nay. Về ở vị trí thứ hai đó là tay đua Trần Thanh Quang của Nhựa Bình Minh Bình Dương. Cùng chờ xem màn cạnh tranh đích đến ở khu vực Vũ Văn Lâu. Tốc độ được đẩy lên cao, lúc này làm việc kêu rên, nhưng phía bên kia Đồng Đáp đã quay trở lại. Đồng Đáp đang mở tốc độ và bên phía tay trái là các tay đua của ekip An Giang. Cùng chờ xem Đồng Đáp tấn công, đó là cơ hội để cho họ tìm kiếm chiến thắng chặng thứ hai trong trận đua ngày hôm nay. Màn nước rút đã mở ra cho các tay đua. Martin Lass đang có vị trí, anh là người ra xe đầu tiên. Cùng chờ xem, có vẻ là Martin Lass họ đang cố gắng đi với những cuộc chân tốc độ cuối cùng của mình. Trần Tuấn Kỳ cũng đã có cơ hội bước lên. Và bên kia là một tay đua, đó là Martin Lass đã có chiến thắng thứ ba của mình ở cuộc truyền hình hôm nay. Có lẽ là Lê Nguyệt Minh. Lê Nguyệt Minh và Peter Rikunov gần như cán đích cùng lúc với nhau. Nếu như Lê Nguyệt Minh cán đích ở vị trí thứ ba thì áo vàng vẫn sẽ chưa đổi chủ. Và lúc này thì trọng tài cũng đã phất cờ để cho chặng đua thứ 11 vòng đua thành phố Huế chính thức diễn ra. Tấn Hoài đã tách ra đến lượt kéo của tay đua Trần Đức Tâm, sau đó là Roman Maikin. Savanovic cũng bung lên rất quyết liệt ở phía sau lưng. Rikunov. Như vậy Peter Rikunov đã là người vượt qua mức sprint trước tiên. 3 giây thưởng cho tay đua của đội tập đoàn Lâm Đoàn Giang. Và cho đến thời điểm hiện tại thì Peter Rikunov đã vươn lên để dẫn đầu ở trên bảng tổng sắp cá nhân. 600m cuối cùng, và đó sẽ là chiến thắng ở điểm thưởng dọc đường thứ hai. 5 điểm thưởng áo xanh và 3 giây thưởng dành cho tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang. Và quan trọng hơn đó là một vị trí trên bục nhận thưởng ở trong chặng đua truyền thống của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Xin chúc mừng Nguyễn Phạm Quốc Khang với những nỗ lực tuyệt vời. Và đó là màn nước đốt được tạo ra. Trần Tuấn Kiệt đang tung nước đốt. Roman Maikin là người đang đi đầu, tạo được một tốc thuận lợi dành cho Peter Rikunov. Sau khi và ngay sau đó là Martin Lass, người cũng đã chủ động chen lên phía trên. Một màn cạnh tranh nước rút cực kỳ hấp dẫn. Martin Lass, Peter Rikunov. Martin Lass là người đã về đích đầu tiên ở trong trận đua ngày hôm nay. Chúng ta thấy ở trong tình huống cạnh tranh nước rút này, có vẻ như Martin Lass đã là người về nhất. Ở vị trí thứ hai là Peter Rikunov và vị trí thứ ba là Timofey Ivanov. Nhưng thật đáng tiếc khi mà chúng ta có thể theo dõi ở đoạn nước rút, khi mà Lê Nguyệt Minh khi đang tăng tốc thì có vẻ như anh đã bị tuột sân. Thưa quý vị, việc lấy lại được áo vàng trước khi bước vào chặng đua quan trọng từ Huế vào Đà Nẵng đã giúp cho tập thể An Giang quay trở lại thế phòng ngự ở chặng đua thứ 12. Và khi tập thể An Giang phòng ngự thì chắc chắn những ekip khác sẽ bắt đầu tấn công vào những mục tiêu của mình. Và đó cũng chính là diễn biến đáng chú ý ở chặng đua ngày hôm qua. Như vậy là ông Bùi Thanh Dũng, phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã vừa phất cờ cho các vận động viên xuất phát thi đấu chặng đua thứ 12, chặng đua từ thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng, đường dài 113 km. Và ngày hôm nay họ sẽ phải thi đấu qua 3 ngọn đèo cao: Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân. Đặc biệt ngọn đèo Hải Vân đèo loại 2 ở trong lộ trình của cúp truyền hình năm 2024. Với việc có đến 3 thi đua ở trong nhóm này thì không việc gì mà Belu Canada Đồng Nai không chủ động tấn công. Có vẻ như đó là Nguyễn Phạm Quốc Khang. Nguyễn Nhật Phát đã ngay lập tức bám theo. Như vậy là ở góc quay này thì chúng ta đã thấy được những tay đua đã giành chiến thắng ở trên đỉnh đèo Phước Tượng. Và một lần nữa chiến thắng đã gọi tên Nguyễn Nhật Phát, tay đua thuộc ekip 620 Châu Thới Vĩnh Long. Như vậy là lần này thì chiến thắng đã thuộc về ekip Belio Canada Đồng Nai, Nguyễn Phạm Quốc Khang, Trần Trọng Phúc. Và đứng ở thứ ba là Nguyễn Nhật Phát của 620 Châu Thới Vĩnh Long. Chúng ta cùng theo dõi pha tấn công của Igor Frolov. Tình huống những bàn đạp tấn công của Igor Frolov đã kéo theo Peter Rikunov, và đây sẽ là hai người cạnh tranh với nhau. Và Igor Frolov đang có được lợi thế lớn, sẽ là chiếc áo chấm đỏ dành cho Igor Frolov. Peter Rikunov là người về thứ hai và thứ ba là Timofey Ivanov. Và giờ là lúc mà các tay đua này sẽ thực hiện đoạn đổ đèo
với một vận tốc rất cao. Thì Igor Prolop đang làm tốc độ lớn và Peter Rikunov đã tung nước rút ở khoảng 300m. Tầm rút dài hơi của Peter Rikunov và bám phía sau là Ivanov Timofey. Rất khó cho Ivanov Timofey. Đó là Peter Rikunov. Chúng ta xem lại đoạn ra xe tung nước rút của Peter Rikunov. Sức bật quá mạnh mẽ. Không có cơ hội nào cho Igor Prolop và Ivanov Timofey. Nền tảng thể lực của Peter Rikunov được bảo toàn quá tốt ở trong trận đua này. Thưa quý vị, Đèo Hải Vân vẫn chưa phải là liều thuốc thử cao nhất trong việc bảo vệ danh hiệu áo xanh và áo vàng của Peter Rikunov, khi mà phía trước vẫn là những chặng đường trường rất khắc nghiệt cùng với nhiệt độ nắng nóng vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và chặng leo đèo từ Nha Trang lên Đà Lạt. Tất cả là những bất ngờ chỉ có trong cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ cùng chờ đợi nhé. Và đến đây thì chương trình Chạm Đích Vinh Quang cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn Tô Đông Á đồng hành cùng chương trình. Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm.